người con gái Thái thắt đáy lưng ong, dịu dàng, đảm đang, hiền thục. Người con gái Thái mỗi bước xòe, như dục lúa trổ bông, như thổi bùng bếp lửa, nhà sàn. Người con gái Thái khâu vó thành hình cánh chim công, vá chài thành hình rồng uốn lượn, thêu áo cóm thành chùm sao lấp lánh, dệt khăn piêu thành dải ngân hà.